afraid of you. Now you set my soul on fire. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Chiều nay mình sẽ chơi về cái bộ trang phục A cuối cùng trong đợt cầu lần này của nhân vật dã nhân. Trời ơi, sao mà chơi với nhân vật này kiểu khó thở quá. Khó thở dữ. Công tước râu xanh. Trời ơi. Ê, nhưng mà thấy con heo á mọi người, trong poster nhìn nó ngầu ngầu nhá. Sao vô game nhìn nó ngu ngu vậy? Không hiểu. Nhưng mà được cái là cái màu nhìn nó rất là lạ, đúng không? Nhìn nó đặc độc đáo á. Skin này như skin B đó. Gắn thêm và hiệu ứng vô cái ra skin A. Mọi người công nhận tôi không? Trời ơi, nó ghê dã man luôn. Nói chung thì nó ra trong cầu thì mình cứ review thôi. Nhưng mà cũng rất là cảm ơn mọi người đã cho mình mượn những cái bộ trang phục này để có thể chơi và review cho những bạn khác cùng xem. Chung quy lại cái bộ kỹ năng của dã nhân thì nói chung thì cũng dễ, nhưng mà bảo chơi thì khó. Khó thật sự, nhưng mà nếu về cái độ khó chịu thì kinh khủng luôn. Các bạn có thể thấy là có skill huyết giáo sẽ làm cho Hunter bị mất tai. Có nghĩa là những cái ví dụ như là mọi người thấy là Hunter sẽ đi vào vùng xuất hiện tai rồi có bộ gần ấy, mình huyết cái này lên cái là nó sẽ không có nghe được nữa. Nó kiểu như là đi ở một cái nơi rất là trống vắng chiều nay trên con đường hoàng hôn gì đó. Nhưng mà quả skill đấy nói chung nó vô chi lắm. Kiểu nếu mà nó đã bắt được survival rồi, nếu không nghe tiếng tai thì nó có thể nhìn dấu chân kiểu như thế. Ngoài ra thì sẽ cưỡi được heo. Rồi dám đuổi dã nhân, trời. Trận đấu này em mang nhánh 6 thì cứu người nha. Rồi, ôi giờ chưa đến lúc cưỡi heo đâu. Khi nào tới lúc thì lúc đó rồi mới cưỡi. Mà nó ngu như đuổi mọi người đó. Nó không có đuổi đâu, tại vì cơ bản là dã nhân này nếu mà đuổi rất là mệt. Nhiều khi đối với những người đánh tay như là Madame đây thì đuổi dã nhân mệt lắm. Bởi vì nó cưỡi heo đi rất là nhanh. Đấy, nó nhảy ván, nhảy cửa sổ. Rồi nó phi lên một cái là tàn đời liền. Nên là Madame nó sẽ không có đuổi. Mà các bạn cưỡi heo, các bạn phải để cho heo nghỉ nhé. Ví dụ thấy là gần hết thời gian rồi phải xuống heo để hồi siêu nhanh. Chẳng hạn như là heo mà dùng hết thời gian hoặc là bị Hunter chém bị mất hết heo thì các bạn sẽ bị mất hết 1 phút để hồi chiêu là rất là lâu. Mà các bạn biết là game này chỉ cần 1 giây thôi là đã quý rồi đúng không? Tận 1 phút nữa cơ, còn chơi bời gì nữa. Xóa game. Trời ơi. Quả skin này cái đầu tóc hơi bị cứng nhá, giống như kiểu xịt gôm ấy. Trời ơi nè. Lâu lâu chạy ra thì có vài cọng lông cứ rớt rồi nè. Rồi đấy, mọi người thấy không? Có vài cọng lông cứ rớt ra ngoài để em đi support cho bác sĩ. Rồi thăm dò sẽ đẩy cái máy hộ em. Rồi cho nên là mọi người thấy đồng đội của em không? Trời ơi, phải chơi bù máy lại hộ chứ chơi dã nhân mà không có kịp máy chắc chết. Ủa? Đông được vậy? Ôi bác sĩ heal đi, đây, thả tên. Trời ơi, heal đi bà ơi. Phải đi support cho bác sĩ ấy, bác sĩ heal rồi. Chị gái ơi, chị đầm xanh mắt chà. Yo. Ôi chết rồi, nó chém mình mất heo rồi. Ghét ghê, người chán. Trời ơi là trời. Có nhiều bạn chơi dã nhân rất là kỳ. Kỳ dữ luôn á, kỳ mà kỳ ra một cục luôn á. Biết sao không? Đi cứu ghế thì mình đi bộ tới mình cứu đi. Sau mình cứu xong á mình sẽ lấy heo mình support. Không má, nhiều má cưỡi heo tới ghế má, xong xuống heo cứu ghế xong cái là thân ai đấy lo. Trời ơi, thấy mà kiểu không hiểu. Nói chung là cũng không có hiểu mấy bạn nó chơi kiểu gì thật sự. Mình chạy bộ tới, mình cứu tay, xong rồi mình cưỡi heo lên, mình đi support. Còn nhiều bạn á thì cưỡi heo chạy tới ghế, xong xuống heo cứu ghế là làm sao, không hiểu. Nói chung là cũng không hiểu. Nhưng mà kịp máy anh em, bởi cho nên là chơi với cái nhân vật này là phải có decoder trong team á, thì nhiều khi mới bù kịp máy, chứ không thì có mà không kịp đâu. Nhân vật này sửa máy chậm lắm.
đi cũng chậm nữa cơ, để lại dấu chân cũng lâu. Ồ, lên khoai. Trời ơi, nhàn dễ sợ. Mà đam gương vậy là chết rồi. Chết rồi đó hả? Chết dữ rồi. Ôi thôi, chết. Úi, không được. Eo ơi, giờ làm sao? May con heo đỡ cho. Ui, có con heo đỡ cho ấy. Bà bác sĩ bay luôn kìa. Gì vậy má? Không có gồng gồng nha. Người ta sợ. Chơi gồng gồng không kinh khủng. Thả tim liền chứ. Chết rồi giờ làm sao trời. Ôi thôi xong chết rồi. Không chạy nổi. Giải cứu giá nhanh. Giải cứu giá nhanh. Ôi đi hướng nào. Ủa madam đâu rồi? Ôi dồi ôi, nó xoay gương. 3, 2, 1. Không có được. Nó đi sát quá. Ui dồi ôi, thật luôn đi. Cứu mọi người ơi. Có heo rồi. Oh, đúng là lòng người nguội lạnh. Lòng người giống như là sắt đá vậy đó. Không có lòng thương gì hết. Ao là ao vậy đó. Trời ơi là trời. Khổ quá mà. Không còn một chút tương lai nào nữa. Rồi mọi người đi chuyển kênh nhé. Mình sẽ làm cho một trận đấu nha. Mọi người cùng xem. Đúng là không có nơi nào lạnh nhất bằng lòng người hết trơn. Đi là đi hết vậy đó. Không có cứu em. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai ở map phố người Hoa nha. Thường thì mọi người thấy là dã nhân là cứ thuộc dạng đi cứu người và đi support cho đồng đội. Và nói chung thì nó mà không có heo ấy thì nó di chuyển rất là chậm. Cho nên là cầm nhánh chín cũng được. Nói chung cũng được. Không ai chê đâu mọi người. Nhưng mà tông dơ là người ta nói nha. Tông sạch không ai khen đâu. Tông dơ là bị chửi. Ôi sợ xíu. Tính ra là nó tông theo cái quỹ đạo đường thẳng ấy. Nếu mà được chuyển hướng giống như là mặt cười thút thít hay là tiền đạo thì hay. Nhưng mà không được mọi người. Mà cái con heo nhìn mặt thộn dã man luôn. Kinh khủng. Ôi ôi. Em mai mốt em đập cầu mà ra cái bộ trang phục này chắc em xỉu cái đồng quá. Tại vì cơ bản ấy là mình đã có hai cái bộ trang phục. Ủa? Mấy ta? Mình có một cái skin hàng, skin trắng trắng. Mấy hình như hai. Hai sao? Hai cái bộ trang phục giả nhân A rồi. Tôi không có nhu cầu mượn thêm lấy thêm một cái bộ này nữa. Để làm, để ở trong cái bộ collection của tôi nha. Trời ơi cái gì mà nhìn. Thà nó dễ chơi đi. Không. Không hề dễ chơi luôn má. Rồi sửa cái máy đó thôi. Lát nó thăm dò đẩy giùm. Ồ, oh, cái máy này cũng gần xong rồi nè. Chung quy lại cái quả skill của nhân vật dã nhân thì tới lui nó cũng chỉ có thế thôi. Nó cũng không có quá nhiều đặc sắc. Nhưng mà nói về cái độ khó chơi thì nó dư thừa luôn. Trận này mình gặp vong nữ nè. Phải chi mà bạn chơi skin kia thì đẹp, quá đẹp luôn. Eo ơi sao con cổ vũ đi nhanh dữ vậy trời. Nó còn đi nhanh hơn cả con phong nữ nữa cơ. Vừa rồi ngày hôm nay thì cũng là ngày thứ 6 rồi đó. Trời ơi. Nói chung thì mọi người thấy là thời gian trôi chưa gì hết một tuần rồi đúng không? Đấy, những bạn nào mà đang học thì bây giờ cũng chuẩn bị là bước vào cái giai đoạn là cũng gọi là gì ta, nói sao ta, cũng gọi là được nghỉ sau một tuần học đó. Thả tim. Trời ơi là trời. Hết ngày mai lại được xả stress rồi. Lại được nghỉ ngơi sau những ngày tháng buồn, mệt mỏi, áp lực đúng không?
sau Tết là có rất là nhiều bài test. Trời ơi, test. Trời ơi, tôi thấy kiểm tra 15 phút, kiểm tra mồm, kiểm tra miệng nữa. Trời ơi, áp lực. Ngày xưa đi học, tôi nhớ nhất là cái bài Bình Ngô Đại Cáo. Trời ơi, tôi nói thiệt mọi người luôn, nó không hiểu nổi luôn á. Rõ ràng ngồi dưới rất là thuộc. Tự nhiên cái lên quên ngang, tự nhiên cái lên là sông núi nước Nam, sông núi nước Nam, vua Nam ở đó. Gì xong rồi tuyệt nhiên định phận tại thiên thư gì đó. Có cái câu đó đó. Tự nhiên lên quên à. Mà trong khi giáo viên chỉ yêu cầu đọc 10 dòng đầu thôi. Khổ cái vừa lên đứng cái. Ủa cái câu đầu là gì ta? Nhớ. Trời ơi, thấy mà tức cái lồng ngực. Tức dễ sợ, tức mà không thể hiểu nổi. Đến khi mà cô hỏi làm thế chút ra ý nghĩa của cái bài Bình Ngô Đại Cáo. Nói thả tem. Trời ơi. Thì may sao trả lời được. Giáo viên cho trước 6. Bảo cô ơi, cô năn nỉ cho em với. Cô dịch cho em, cô nhắc em câu đầu đi. Hông là hông má. Hông luôn má. Trời ơi. Sốc nha, sốc dữ nha. Về tức chú, tại vì công sức mình học tự nhiên lên đứng lên bục giảng cứ quên ngang. Mà mấy cái đứa ngồi bàn đầu á thì nó cứ chóp chép cái miệng nó nhắc mình. Nó cứ há cái mồm ra, nó cứ nhẩm nhẩm sông núi nước Nam, vua Nam ở đó. Nó cứ quên, không có đâu có hiểu gì đâu. Lúc đấy đang rất là hồi hộp, cô cứ hỏi có học được không là sao? Trả lời liền. Ui. Nói cũ nè. Trời ơi, mấy bà này mê mê tero lắm. Ơi, chưa có heo, cố lên, xíu nữa. 3, 12, 11, 10. Mà nhiều khi người ta bảo là học tài thi phận lý do vì thế đó mọi người. Mặc dù là nhiều khi mình rất là chăm chú, mình học vô cái bài đó rồi. Nhưng mà tự nhiên một cái phút giây nào đó quên ngang, đâm ra là mình cũng rất là bực mình. Thật sự, kiểu tức bản thân mình luôn á. Rõ ràng ngồi dưới thuộc, dã man luôn, mà không hiểu sao lên người quên. Mà hình như cái bài Bình Ngô Đại Cáo là ngữ văn lớp 10 hay sao á. Không biết giờ chương trình cải cách nó còn không, nhưng mà rất là sốc. Thực sự sốc dữ. Giờ nhắc lại vẫn tức. Thả tên. Ôi, gì vậy? Ui dồi ôi, khủng. Từ từ nha, còn thở là còn gỡ nha. Ai, không biết trời. Trời ơi, nó kinh khủng được ấy. Nếu mà mình tông trúng lúc nó xách bóng thì đồng đội mình còn giải nhanh được một chút. Giờ hết nước cứu rồi. Chơi quá dở. Ngày xưa học là cái bàn giáo viên nó gần mấy cái đứa ngồi bàn đầu lắm. Nó mở sách ra, nó chỉ cho tôi đọc mà xa quá. Lúc đấy là chữ đồ đảo ngược tùm lum, nó đọc có ra hồn người gì đâu. Thế là nó cũng mở tài liệu cho mình trước mặt rồi, mình dướn thì không có được. Tại mình đứng ở trên bục giảng nhìn xuống mà sao nhìn được trời. Xui ghê. Giờ nhắc vẫn tức. Cứu không? Cứu đi mọi người, cứu không? Để tôi cứu cho nè. Gì nào, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư tiệt nhiên định phận tại thiên hư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Giờ ngồi đọc hay lắm. Tới khi mà kiểm tra miệng ấy quên, đúng không? Đấy cái gì? Sông núi nước Nam vua Nam ở. Giới phận đó đã định rõ ràng sách trời. Trời ơi, người ta là dũng sĩ, người ta cưỡi ngựa, người ta tiến vô khung thành. Tôi là cưỡi heo. Trời ơi, cưỡi xong rồi mẹ mổ con mẹ bán nha, bé heo. Bé heo ơi, bé heo. Heo hơi giờ cũng mấy chục ngàn ký cũng được, nói chung là ngon.